cuộc sống có giá trị hơn. Trước đây, khi chưa tham gia khóa học thì mình thờ với cuộc sống. Mình là chị cả trong gia đình, ba mẹ rất là bận, mình phải cố gắng sắp xếp mọi việc trong gia đình, lo lắng cho em của mình, việc nhà. Mọi thứ mình tự làm một mình nên là cảm thấy rất là cô đơn, không có chia sẻ với ba mẹ, thậm chí không có nhìn mắt của ba mẹ, không có nhìn khuôn mặt của ba mẹ, chỉ có lặng lặng làm việc thôi. Mình tự mình là người rất là mạnh mẽ, nhưng mà không phải, mình rất là yếu đuối. Tham gia khóa học thì mình cảm thấy vui vẻ hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn, và mình cảm thấy yêu thương gia đình của mình hơn. Mình sẽ nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn, yêu thương em của mình nhiều hơn, không có thờ ơ với mọi người nữa, chia sẻ với mọi người, vì mình là chị cả trong gia đình, mình kiểm soát được.